bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV, kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam. Bát Sát Lào Cai nâng cao tinh thần bảo vệ chăm sóc rừng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài tiền bán lúa, nông dân còn có thêm 100 USD trên ha khi bán tín chỉ carbon. Cơ hội phát triển ngành rau, hoa, quả Việt Nam. Bát Sát Lào Cai nâng cao tinh thần bảo vệ chăm sóc rừng. Để nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, cùng với việc vận động người dân chủ động trồng rừng đảm bảo diện tích theo kế hoạch, huyện Bát Sát chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương tích cực chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc chăm sóc rừng đúng kỹ thuật. Gia đình ông Lý Văn Ninh, thôn San Bang, xã Bản Vược trồng 1,5 hectare quế. Sau 3 năm, cây sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 95%. Ông Ninh cho biết, trước đây, gia đình trồng rừng quảng canh, không chú trọng chăm sóc nên cây chậm lớn, chu kỳ khai thác kéo dài, năng suất thấp. Những năm gần đây, nhờ được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc nên tôi đã chuyển sang trồng rừng thâm canh. Ngay từ khâu trồng, gia đình thực hiện đúng kỹ thuật, trồng đúng mùa vụ, thường xuyên chăm sóc nên cây nhanh lớn. 13,7 hectare rừng trồng thay thế tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mì do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bát Sát làm chủ đầu tư đã bước sang năm thứ 4, tỷ lệ cây sống đạt 95%, cây sinh trưởng, phát triển tốt. Có được kết quả đó là nhờ chủ trương nhà nước đầu tư cây giống, phân bón, hỗ trợ tiền nhân công, người dân nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ. Ông Phan A So, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng thôn Ná Lùng cho biết, chúng tôi đã yêu cầu các hộ trong thôn ký cam kết không chăn thả gia súc vào khu vực rừng mới trồng. Cùng với đó, các thành viên trong tổ thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện sâu bệnh để phòng trừ nên cây phát triển tốt. Cùng với trồng và chăm sóc diện tích rừng được giao khoán, gia đình ông Phan A So còn trồng hơn 3 hectare quế. Sau khi trồng, gia đình ông thường xuyên kiểm tra, chăm sóc, đối với những cây chết sẽ trồng thay thế kịp thời. Những năm gần đây, nhận thức của người dân trên địa bàn huyện Bát Sát về trồng và bảo vệ rừng ngày càng được nâng lên. Nhờ vậy, diện tích rừng ngày càng tăng, chất lượng rừng nâng lên rõ rệt. Hiện toàn huyện có hơn 6.100 hectare rừng trồng sản xuất, tăng 2 lần so với năm 2021. Riêng năm 2023, huyện Bát Sát trồng được 800 hectare rừng, 41.869 cây phân tán, chăm sóc 50 hectare rừng phòng hộ, khoanh nuôi 1.111 hectare rừng tái sinh. Các hộ đã chú trọng đầu tư kỹ thuật, phân bón, nhân công chăm sóc nên diện tích rừng trồng mới phát triển tốt, tỷ lệ cây trồng sống đạt trên 90%. Năm 2024, huyện có kế hoạch trồng 300 hectare rừng tập trung, 27.000 cây xanh phân tán. Với sự quan tâm của các ngành chức năng, sự chủ động của các hộ trồng rừng, tin tưởng rằng công tác trồng và chăm sóc rừng trồng trên địa bàn huyện Bát Sát sẽ đạt kết quả tốt, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của huyện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký nghị quyết ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận 61KL trên TVK ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 13CT trên TVK ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Mục đích của chương trình hành động là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của rừng, tạo động lực cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, chương trình hướng đến sự phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục đích, đa giá trị trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có lĩnh vực lâm nghiệp. Chương trình cũng đề ra những giải pháp để hoàn thành mục tiêu. Theo đó, ngành lâm nghiệp tăng cường đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Cùng với đó, ngành lâm nghiệp tổ chức quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ của chỉ thị 13CT trên TVK và kết luận 61KL trên TVK. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, ngành lâm nghiệp phải xây dựng các tài liệu, tin bài, phóng sự chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, từ đó đẩy mạnh việc phổ biến pháp luật về lâm nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan thường trực, giúp chính phủ đôn đốc, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này, đồng thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh
Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, khi có yêu cầu báo cáo chính phủ về tình hình thực hiện nghị quyết. Ngoài tiền bán lúa, nông dân còn có thêm 100 USD trên ha khi bán tín chỉ carbon. Thông tin trên được ông Nam đưa ra tại hội thảo vai trò, nhiệm vụ của khuyến nông cộng đồng khi thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, theo tính toán ban đầu, khi thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngoài tiền lời từ việc bán lúa, nông dân có khả năng được thêm 100 USD trên ha từ việc bán tín chỉ carbon. Ông Nam nhấn mạnh, Ngân hàng Thế giới World Bank sẽ mua tất cả tín chỉ carbon trong đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Theo đó, 1 tấn lúa được khoảng 10 USD, 1 hecta năng suất khoảng 10 tấn thì được tương đương 100 USD. Đây là tính toán ban đầu và có khả năng đạt được, ông Nam nói. Để việc đo đếm đạt và được chi trả tín chỉ carbon hợp lý ngoài việc bán lúa, ông Nam yêu cầu người dân phải thực hiện đúng quy trình mà ngành nông nghiệp đưa ra. Về quy trình, Cục Trồng Trọt cùng các đơn vị có liên quan sẽ ban hành dự thảo vào tháng 4 tới, sau khi lấy ý kiến rộng rãi các bên. Sau khi có dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức thực hiện thí điểm đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao tại 5 địa phương, trong đó có Trà Vinh. Mỗi địa phương thực hiện từ 50 đến 70 hecta để tính ra được kết quả giảm phát thải. Tháng 5 tới, bắt đầu làm thí điểm, đến tháng 8, tháng 9 sẽ có lúa giảm phát thải. Sau 3 vụ trồng liên tiếp, chúng ta ra được quy trình chính thức. Lúc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có được định mức phát thải, trên cơ sở đó làm việc với World Bank về việc chi trả tín chỉ carbon. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin thêm, trong đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao đã được phê duyệt, có 12 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long tham gia thực hiện trừ Bến Tre. Trong giai đoạn 2024-2025, các địa phương sẽ tập trung củng cố các diện tích đã có của dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam VenSat là 180.000 ha. Giai đoạn 2026-2030 sẽ mở rộng thêm 820.000 ha. Mục tiêu của đề án là hình thành 1 triệu ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa. Ngoài ra, đề án còn nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Cơ hội phát triển ngành rau, hoa, quả Việt Nam. Ngày 13 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm quốc tế chuyên ngành rau, hoa, quả Hortex Việt Nam 2024 đã chính thức khai mạc. Sự kiện kéo dài trong 3 ngày 13, 14 và 15 tháng 3, dự kiến thu hút gần 200 thương hiệu đến từ 25 quốc gia, với khoảng 8.000 khách tham quan. Sự kiện được kỳ vọng là cơ hội để ngành rau, hoa, quả trong nước phát triển. Theo đại diện ban tổ chức, triển lãm quốc tế chuyên ngành rau, hoa, quả Việt Nam Hortex Việt Nam, năm nay nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, cùng nhiều tổ chức, hiệp tổ chuyên ngành liên quan cả trong nước lẫn quốc tế. Tiếp nối thành công của những kỳ triển lãm trước, Hortex Việt Nam 2024 thu hút sự tham gia của gần 200 thương hiệu đến từ 25 quốc gia, như Cộng hòa Síp, Pháp, Đức, Hy Lạp, Israel, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Úc, Indonesia, Trung Quốc. Một số quốc gia, vùng lãnh thổ có các khu gian hàng riêng như Hà Lan, Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia. Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm và kỹ thuật công nghệ tại các gian hàng, Hortex Việt Nam 2024 còn thu hút khách chuyên ngành bởi nhiều hoạt động diễn ra song song tại triển lãm như hội thảo chuyên đề, diễn đàn xuất khẩu, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm người làm vườn, chương trình kết nối giao thương. Thông qua các chương trình này, doanh nghiệp trong nước có cơ hội tiếp cận trực tiếp và kết nối với đối tác trong và ngoài nước, tiếp cận thông tin nắm bắt xu hướng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng Trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhấn mạnh sự kiện năm nay được kỳ vọng mang đến một nền tảng giao thương vững chắc, hiệu quả với quy mô lớn giúp các doanh nghiệp chuyên kinh doanh lĩnh vực rau, hoa, quả Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh trên khắp khu vực châu Á và vươn ra thế giới.
Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam.